Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 136 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Lúc bấy giờ, hơn 500 tên dạ xoa màu xanh đồng thời bay ngược về phía sau, tất cả đều lơ lửng ở giữa không trung. Trên mặt mỗi tên đều hiện lên vẻ tức giận. Ngay sau đó, từng tên một trong số bọn chúng nhanh chóng bắt đầu va chạm vào một chỗ, mà sau khi va chạm lại hòa vào làm một thể. Chỉ thấy số lượng dạ xoa màu xanh ở trên không trung đang không ngừng giảm bớt, dạ xoa dung hợp thành một càng ngày càng ít đi. Tất cả dung hợp thành một dạ xoa. Dạ xoa vốn là màu xanh lá cây lại chuyển thành đậm, tiếp đó lại là một dạ xoa màu đen, tiếp đó chính là màu vàng lợt. Khi hai tên dạ xoa màu vàng lợt cuối cùng đụng vào cùng một chỗ thì biến thành một dạ xoa màu vàng. Khí tức cường đại tới mức khiến cho Kỷ Linh cũng có chút kinh hãi. Dạ xoa màu vàng này cao chừng 10 trượng, khí tức thậm chí còn mơ hồ tới cảnh giới chân thần. Có thể làm bản tôn của ta xuất chiến, người cũng coi như không tệ. Nhiều năm như vậy rồi, ngay cả hơn ngàn tên thiên thần cũng chưa từng nhìn thấy bản tôn ta thì đã tử vong rồi. Dạ xoa màu vàng này trầm giọng nói. Sao? Hơn ngàn thiên thần ư? Trong lòng Kỷ Linh run lên. Mấy ngàn tên thiên tiên, thiên thần kia phần lớn chính là người tới từ trận doanh của phe nữ hoa. Dù sao lúc thượng cổ, số lượng thiên thần tiến vào rất nhiều, cũng đều là thuộc về trận doanh của nữ hoa. Vốn Kiều Linh nghĩ đến, nếu như mình có thể đi ra, như vậy, nếu như có thể nghĩ biện pháp mang theo mấy ngàn tên thiên thần đi ra là tốt rồi. Thì ra, người chết ở trên tay dạ xoa lại nhiều như vậy. Đúng vậy, dưới tình huống hơn 500 tên dạ xoa kia vây công, muốn xông qua cũng không dễ dàng được như vậy. Thiên thần chết ở trong tay bản tôn của ta cũng đã khoảng chừng hơn 2000 rồi. Dạ xoa màu vàng nhìn Kỷ Linh, trong tay bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện một cây đinh ba rất là cổ xưa. Thế nhưng cây đinh ba kia khí tức rõ ràng lại cường đại hơn rất nhiều. Người có thể chết ở trong tay bản tôn của ta, người cũng nên cảm thấy may mắn đi. Dạ xoa màu vàng nhe răng cười lớn. Tất cả các ngươi đều muốn đạt được bảo vật mà chủ nhân ta để lại, há có thể lấy được dễ dàng như vậy chứ? Đồng tử của Kỷ Linh co rụt lại. Chủ nhân ư? Kỳ thực tiến vào thế giới đầm nguyệt hạ này, Kỷ Linh cũng đã có cảm giác đây là một nơi nào đó do đại năng giả cổ xưa sáng tạo. Như cây cổ gỗ trôi nổi xuyên qua ức vạn dặm kia, ngay cả tâm lực tâm thức cũng có thể ngăn cản. Thứ này rất giống như là do một đại năng giả nào đó cố gắng sáng tạo, không giống như là do hỗn độn tự nhiên diễn biến mà thành. Muốn thu bảo vật để mang lại để đổi đi. Dạ xoa màu vàng kia cười một tiếng quái dị, về sau cầm trong tay cây đinh ba phong cách cổ xưa, vèo một cái đã hư không tiêu thất, lưu lại một đạo kim quang ở giữa không trung. Sau đó đã tới trước mặt Kỷ Linh, tốc độ cực kỳ nhanh, Kỷ Linh chỉ có thể huy động kiếm để liên tục ngăn cản. Phanh! Chỉ thấy Kỷ Linh hóa thành một đạo lưu tinh trực tiếp bay ngược trở lại, đồng thời giao thủ vừa rồi cũng đã giúp Kỷ Linh hiểu rõ. Lực lượng của hắn chỉ sợ gần như chân thần rồi, khó trách lại có hơn 3000 thiên thần chết ở trong tay của hắn. Người quá yếu, quá yếu. Thanh âm điên cuồng của dạ xoa màu vàng quanh quẩn ở trong thiên địa, đồng thời hắn cũng hóa thành kim quang đuổi giết Kỷ Linh, lần lượt lao thẳng tới phía Kỷ Linh. Phanh phanh phanh. Kỷ Linh bị đánh trúng, khi thì bay ngược, khi thì ngã vào trong nước biển, khi thì chật vật lăn lộn, đang rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Ngươi thực sự là yếu đuối, bất quá thần thể của ngươi lại rất lợi hại. Hải vực thần xoa của ta có lực lượng mạnh mẽ như vậy, không ngờ ngươi lại có thể đơn giản thừa nhận được cỗ lực lượng này. Dạ xoa màu vàng một mặt công kích, một mặt điên cuồng mà hô. Hắn nói không sai, nếu như không phải có bất kỳ huyền công, thần thể của thiên thần bình thường chỉ sợ đã sớm bị oanh kích cho nát bấy rồi. Hắn nói không sai, nếu như không phải có bất kỳ huyền công, thần thể của thiên thần bình thường chỉ sợ đã sớm bị oanh kích cho nát bấy rồi. Thế nhưng nếu như không có bất kỳ huyền công, Kỷ Linh cũng không dám chơi như thế này. Lực lượng rất mạnh, tốc độ lại cực nhanh, có thể linh hoạt, kỹ xảo chiến đấu lại rất bình thường. Trong lúc giao thủ, Kỷ Linh cũng nhanh chóng suy nghĩ ra ưu khuyết điểm của đối phương.
Giao thủ không nhất thiết phải liều mạng, có thể dùng kỹ xảo, kiếm thuật để ứng phó. Vèo vèo, Kỳ Linh bị đánh xuống mặt biển, bỗng nhiên phá nước mà ra, mà dạ xoa màu vàng kia cũng từ trong nước biển bay ra, đuổi giết Kỳ Linh. Giá! Kỳ Linh nắm lấy hai thanh thần kiếm, đồng thời trong mắt có lệ mang lóe lên, bởi vì đã tới lúc hắn phản kích. Lập tức chung quanh đột nhiên có 729 thanh thần kiếm xuất hiện. Những thanh thần kiếm này phập phồng bất định. Ở trước người Kỳ Linh còn ngưng tụ ra một thanh ngọc kiếm. Uy năng của ngọc kiếm to lớn khiến cho người ta mơ hồ phải kinh hãi. Đại thiên kiếm trận đệ cửu trọng này cũng là bởi vì tâm lực của Kỳ Linh đã đạt tới tầng thứ tư, lại phối hợp với pháp môn tâm lực thần hồn thì mới có thể điều động được. Kết hợp uy lực của hơn 700 thanh pháp bảo thuần dương cực phẩm, ngưng tụ ra kiếm quang, uy lực không thua chút nào với trích tinh thủ mà Kỳ Linh đã từng thi triển. Đi! Kỳ Linh chỉ một ngón tay ra phía xa xa. Không ngờ lại là thủ đoạn của tiên nhân. Dạ xoa màu vàng lại điên cuồng mà cười, vẫn như trước nghiền áp tới. Hắn không quản Kỳ Linh cận chiến hay là đánh xa, bởi vì có ưu thế thực lực tuyệt đối, làm cho hắn chỉ cần để ý một đường nghiền áp là được. Vèo! Ngọc kiếm lóe lên rồi tập kích về phía dạ xoa màu vàng kia. Dạ xoa màu vàng cũng không có ý định ngăn cản, thế nhưng lực lượng của tên dạ xoa màu vàng này quá lớn, hắn chỉ cần vung vẩy cây đinh ba cổ xưa là đã có thể ngăn cản được rồi. Phanh một tiếng, ngọc kiếm ầm ầm vỡ vụn, dạ xoa màu vàng thì thoáng dừng lại ở giữa không trung. Không ngờ đại thiên kiếm trận đệ cửu trọng chỉ khiến cho hắn thoáng dừng lại một chút mà thôi, xem ra ta nhất định phải sử dụng tâm lực rồi. Trước người Kỳ Linh lại lần nữa ngưng tụ ra chuôi ngọc kiếm thứ hai, đồng thời tâm lực hư vô mờ mịt kia lại rót vào trong đó, nhất thời làm cho uy năng của chuôi ngọc kiếm thứ hai có thể tăng vọt về chất. Tầng thứ tư tâm lực so sánh với đại thiên kiếm trận đệ cửu trọng của Kỳ Linh có uy lực lớn hơn rất nhiều. Dựa vào tâm lực tầng thứ tư này, trong thời gian ngắn Kỳ Linh có thể đạt tới công kích của thiên thần chân tiên. Chỉ là đám người hồng tuyết thiên thần có thể duy trì trong thời gian dài, thế nhưng Kỳ Linh lại chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn mà thôi. Không có tác dụng đâu, chỉ có một chút lực lượng này, vô dụng. Dạ xoa màu vàng dừng lại, sau đó lại điên cuồng cười lớn, tiếp tục nhào đầu về phía trước. Ngọc kiếm mang theo một đạo tàn ảnh phóng về phía trước, nhìn cũng giống như vừa rồi vậy. Thế nhưng lúc tới trước mặt dạ xoa màu vàng, tốc độ của thanh ngọc kiếm này đột nhiên tăng vọt, tâm lực ẩn chứa bên trong hoàn toàn bạo phát. Không ngờ tốc độ lại lập tức tăng vọt, ở trước mặt dạ xoa màu vàng để lại một đạo tàn ảnh. Tuy rằng dạ xoa màu vàng cố gắng ngăn lại, thế nhưng kỹ xảo chiến đấu của hắn thực sự là quá bình thường. Phốc! Minh Nguyệt kiếm thuật vô ảnh thức. Ngọc kiếm quỷ dị khó lường xẹt qua thân thể của dạ xoa màu vàng. Tuy rằng thân thể của hắn gần như là chân thần, thế nhưng mà dù sao cũng không có bất kỳ thần thông hộ thể nào. Dưới thân ngọc kiếm sắc bén, thân thể lập tức bị cắt làm đôi. Kỳ Linh lại cẩn thận đối phó. Hắn biết rõ cái dạ xoa màu vàng này có thể đơn giản dung hợp, chia lìa, thậm chí còn có thể hóa thành nước chảy. Chỉ sợ không phải có thể dễ dàng chết đi như vậy. Hơn nữa, ở trong cảm ứng của hắn, khí tức của đối phương cường đại như trước. Vèo vèo. Giữa không trung, hai nửa thân thể của dạ xoa màu vàng bỗng nhiên biến thành nước chảy ngập trời. Hai dòng nước chảy kéo lên cao, sau đó phành một tiếng đã hoàn toàn nổ tung, hóa thành từng đoàn nước chảy. Nước chảy bay về phía bốn phương tám hướng, rơi vào trên mặt biển, biến thành tất cả dạ xoa xanh biếc. Có khoảng chừng hơn 500 tên dạ xoa xanh biếc như vậy. Có thể khiến cho bản thân của ta bị thương, cửa ải mà ta trấn thủ này xem như ngươi đã qua. Hơn 500 tên dạ xoa xanh biếc đứng ở trên mặt biển, tất cả đều nhìn Kỳ Linh chăm miệng một lời nói. Bất quá, ta chỉ là một người trông coi yếu nhất dưới trướng chủ nhân mà thôi. Đằng sau kia còn nguyên một đám lão gia hỏa so với ta còn lợi hại hơn. Ngươi muốn sống đi ra ngoài, muốn đạt được bảo vật mà chủ nhân lưu lại ư? Theo ta thấy, ngươi còn chưa đủ đâu. Ha 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 ha. Nương theo tiếng cười chói tai vang lên, hơn 500 tên dạ xoa xanh biếc lại hướng bốn phương tám hướng bay đi, nhanh chóng bay khỏi nơi này, biến mất ở trong tầm mắt của Kỳ Linh. Kỳ Linh lặng lẽ đứng ở giữa không trung. Thu! Tất cả 729 thanh phi kiếm thần dương cực phẩm đều được hắn thu vào trong cơ thể. Chỉ là người trông coi yếu nhất ư? Đằng sau còn có một đám người trông coi nữa sao? Kỳ Linh nhíu mày, nhẹ giọng tự nói. Hắn đã mơ hồ có chút hiểu ra.
coi như là xác minh Phật tổ là người duy nhất đi ra ngoài. Thế nhưng hắn cũng đi từ lúc thượng cổ, mà lúc tam giới mở ra mới được đi ra, cũng đã hao phí vô số năm tháng rồi. Kỳ Linh nói thầm, hiển nhiên thế giới Nguyệt Hạ Đàm này không dễ xông vào như vậy. Ta đã gặp được đối thủ thứ nhất, thế nhưng người này lại bức bách ta sử dụng tâm lực, chỉ sợ đằng sau sẽ càng khó chơi hơn nữa. Vèo, lúc này Kỳ Linh lại khống chế như ý linh xà toa, tiếp tục theo cầu gỗ tiến về phía trước. Hắn đã đại khái bay cả buổi, lúc này trong tầm mắt của Kỳ Linh mơ hồ nhìn thấy được một hòn đảo xa hoa, mà cái cầu gỗ kia cũng trực tiếp đi thông tới hòn đảo này. Hòn đảo này quá xinh đẹp. Rất nhanh Kỳ Linh đã bay đến hòn đảo, dương mắt nhìn qua, lực lượng thiên địa ở chung quanh hòn đảo đã mơ hồ bị khống chế lại, khiến cho chung quanh quanh năm không ngừng có bông tuyết rơi xuống. Đây là một hòn đảo tràn ngập tuyết, đương nhiên cũng rất mỹ lệ. Ở giữa hòn đảo còn có một tòa cung điện hoa mỹ, cung điện cao tới ngàn trượng. Bên trên cung điện còn có bức tượng ba đầu dị thú. Cung điện ư? Ở nơi này kiến tạo cung điện làm gì đây? Kỳ Linh âm thầm nghi hoặc. Lúc này hắn hành tẩu ở trên hòn đảo, quan sát bốn phía, rất nhanh đã đi tới trước mặt cung điện. Kỳ Linh đứng ở bên ngoài cung điện nhìn vào bên trong, trong hai tròng mắt xuất hiện quang mang. Hắn có cảm giác, hắn cảm thấy tòa cung điện này xuất hiện ở đây chắc chắn là có nguyên do. Ồ, Trúc Long chi nhãn của Kỳ Linh đột nhiên phát hiện ra cung điện ở sâu bên trong chợt mơ hồ có một đạo tàn ảnh lóe lên rồi lại biến mất. Đã đến, ngàn năm chưa tới, tại sao lại đến đây? Vậy thì giết đi, giết đi. Ở chỗ sâu trong cung điện có một đạo thân ảnh ẩn nấp ở trong bóng đêm, trong đôi mắt tràn ngập vẻ điên cuồng. Kỳ Linh đứng ở bên ngoài cung điện cau mày nói, ta không nhìn lầm, có lẽ ở bên trong có sinh linh. Vèo vèo. Kỳ Linh do dự một chút, sau đó vừa mới cất bước tiến vào cung điện. Ở trong Nguyệt Hạ Đàm thế giới đã không có cách nào sử dụng tâm lực và tâm thức được, như vậy chỉ có thể tự mình đi dò xét mà thôi. Chiếc cầu gỗ kia đã đi thông tới nơi này, mà cung điện này càng làm cho người ta dễ chú ý như vậy, chắc chắn là sẽ có nguyên do. Đây là tiền điện. Tiền điện có hai cái hành lang ở cửa hông. Kỳ Linh lựa chọn một cái ở cửa hông vào bên trong, lại tiếp tục đi tới một cái sân nhỏ. Bên cạnh có từng tòa điện thính. Vèo. Trong lúc đi trên hành lang, Kỳ Linh lập tức biến sắc. Thần kiếm ở trong tay lập tức bổ tới bên trong cung điện này. Đương nhiên là thần kiếm Kỳ Linh tùy thời luôn cầm ở trong tay. Keng. Một tiếng nổ vang, một đạo thân ảnh tức thể lóe lên rồi lại biến mất. Dừng tay. Kỳ Linh biến sắc lập tức hô lên, dừng lại, ta không phải là địch nhân. Vèo. Lại là một trận gió rít, lại có một đạo tàn ảnh lần nữa đánh úp lại. Thụ Kha thiên thần, ta cũng đến từ tam giới. Kỳ Linh vội vàng nói, thanh âm ẩn chứa thần lực ở bên trong nhanh chóng truyền bá ra bên ngoài, đồng thời hắn cũng nắm lấy thần kiếm rồi nhanh chóng tránh né ra phía sau. Ồ. Đạo tàn ảnh kia ở phía xa liền dừng lại, hiện ra một gã thanh niên sắc mặt tái nhợt, hai tay của hắn nắm lấy hai thanh đao, ánh mắt điên cuồng nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh, hai mắt cũng mơ hồ trở nên đỏ hồng, hiển nhiên cũng không che giấu một chút sát ý nào. Tam giới sao? Thanh niên sắc mặt tái nhợt này trầm thấp cười lạnh nói, Tuyết Ma, ta và ngươi đã giao thủ không biết bao nhiêu lần rồi, ngươi ngụy trang thiên thần trong tam giới cũng rất nhiều lần rồi, sao vậy? Ngươi cho rằng có thể lừa gạt được ta hay sao? Thụ Kha thiên thần. Kỳ Linh nói tiếp, quả thực ta tới từ tam giới, không phải là do Tuyết Ma gì đó biến nào ngụy trang mà thành. Sư phụ ngươi là Tiêu Dao thiên tôn của đạo môn, ta nói đúng không? Tự nhiên Kỳ Linh lướt mắt một cái đã nhận ra được đối phương. Thiên thần chân tiên ở bên trong tam giới cũng chỉ có nhiều như vậy, tiến vào Nguyệt Hạ Đàm thế giới cũng chỉ có mấy ngàn vị, cho nên Kỳ Linh cũng đã cố gắng nhớ hết. Bởi vì bên trong Nguyệt Hạ Đàm thế giới tràn ngập nguyên khí thiên địa, thậm chí còn có được các loại tinh thần chi lực, bất kể là pháp lực hay là thần lực đều có thể khôi phục. Tuy rằng nói không nồng đậm bằng bên trong tam giới, cho nên cũng đủ để duy trì tính mạng của bản thân. Mà dung mạo của Tụ Kha thiên thần này cũng không biến đổi, chỉ là khí chất lại đại biến. Tụ Kha thiên thần là một thiên thần rất là phiêu dật, tiêu sái, không bị trói buộc, bình thường luôn luôn cười nói. Thế nhưng vị trước mắt Kỳ Linh này sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đỏ hồng, sát ý tràn ngập, hiển nhiên đã đạt tới tình trạng ngay cả đạo tâm cũng không có cách nào khống chế được nữa, cũng không khống chế được sát ý của bản thân.
Sư phụ ư? Thanh niên này nhìn chằm chằm vào Kỷ Linh, nhíu mày nói: "Ngươi là ai? Sao ta chưa từng thấy qua ngươi?" "Ta là ngươi mà sau khi tụ khai thiên thần, tiến vào Nguyệt Hạ Đàm mới dần dần tu luyện mà thành." Kỷ Linh nói: "Ta chính là môn hạ đệ tử của Bồ Đề lão tổ." Hiện nay tin tức Kỷ Linh chính là đệ tử của Bồ Đề đã truyền khắp tam giới, người trong tam giới cũng biết quá nhiều, chuyện này cũng không tính là bí mật gì. "Bồ Đề ư?" Thanh niên cười lạnh nói: "Có lẽ người đã lấy được một ít tin tức từ trong nhiều thiên thần của tam giới chúng ta. Chỉ là ngươi cho rằng như vậy là có thể lừa bịp được ta hay sao?" Nói thì nói như thế, thế nhưng thanh niên này vẫn không có động thủ như trước. "Sư phụ ta ở trong tà nguyệt đại thế giới Tam Tinh Động, Phương Thốn Sơn." Kỷ Linh nói. Thanh niên này tức thì nhíu mày. Tuy rằng thiên thần tiến vào nơi đây có rất nhiều, thế nhưng người biết được cái tên Phương Thốn Sơn và tà nguyệt Tam Tinh Động có lẽ rất là ít. "Sư phụ ngươi là Tiêu Dao Thiên Tôn, môn hạ của Tiêu Dao Thiên Tôn lúc tụ kha thiên thần ngươi vẫn còn, cũng có 73 tên đệ tử. Về phần hôm nay đã trọn vẹn 76 vị đệ tử rồi." Kỷ Linh nói tiếp. "Đại đệ tử của Tiêu Dao Thiên Tôn lúc thượng cổ đã chết đi, tên là Phụ Lạc Chân Tiên, nhị đệ tử trong môn hạ của Thiên Tôn." Kỷ Linh tiếp tục nói. Sắc mặt của tên thanh niên kia lại thay đổi, thân thể của hắn thậm chí còn mơ hồ phát run, trong mắt bắt đầu xuất hiện nước mắt. Thanh niên này chảy nước mắt cười nói. Kỷ Linh dần dần ngừng lại, hắn lặng lẽ nhìn Tụ Kha Thiên Thần rơi lệ và điên cuồng cười. Hắn cảm giác được Tụ Kha Thiên Thần đã trải qua rất nhiều chuyện, mà tiếng cười điên cuồng này chỉ là đang phát tiết mà thôi. "Không biết sư đệ tên là gì?" Rốt cục người thanh niên này cũng dừng lại, nhìn Kỷ Linh trong mắt cũng có vẻ ôn hòa. Cùng là đạo môn, tuy rằng là môn hạ của các đại năng giả khác nhau, thế nhưng lại có thể xưng hô với nhau là sư huynh đệ. Đây là cách xưng hô tương đối thân cận. Tuy rằng Bồ Đề đạo tổ Phật đạo kim tu, thế nhưng lại không thể xem như là đạo môn. Hiển nhiên Tụ Kha Thiên Thần này nhìn thấy thiên thần đến từ tam giới, trong lòng cảm thấy vô cùng thân cận, cho nên mới hô là sư đệ. "Tại hạ là Bắc Minh, bái kiến Tụ Kha sư huynh." Kỷ Linh cũng nói. "Bắc Minh sư đệ." Thanh niên này mỉm cười, nước mắt trong mắt đã biến mất. Tụ Kha Thiên Thần lập tức nói: "Vừa rồi thực sự là hổ thẹn, không ngờ lại có sư đệ ngươi trở thành tuyết ma, trực tiếp động thủ với đệ. May mà thực lực của sư đệ mạnh mẽ, cho nên ta mới không làm cho sư đệ bị thương. Nếu như giết chết sư đệ, dù ta có hối hận thì cũng đã muộn rồi." "Ai, không nghĩ tới Tụ Kha ta sẽ lại rơi vào tình trạng không biết xấu hổ như vậy." Trong mắt của hắn cũng có vẻ bi ai. "Cũng không trách được sư huynh." Kỷ Linh cười nói. "Đây quả thực là lỗi của ta. Được rồi, không nói nhiều nữa." Tụ Kha Thiên Thần nhíu mày nhìn Kỷ Linh. "Bắc Minh sư đệ, người nên biết đầm Nguyệt Hạ này là nơi nguy hiểm tới bậc nào cơ chứ. Từ thượng cổ cho tới bây giờ, nhiều thiên thần như vậy tiến vào, thế nhưng người chính thức đi ra ngoài chỉ có một mình Giác Minh Phật Tổ. Sao ngươi lại hồ đồ tiến vào đây cơ chứ? Năm đó ta đã thấy Giác Minh Tôn Giả đột phá thành Phật Tổ, mà ta lại quá mức nhàm chán, cho nên mới tiến vào cái đầm Nguyệt Hạ này để tìm kiếm kỳ ngộ. Mà từ khi Giác Minh Phật Tổ thành công trở thành Phật Tổ cho tới bây giờ cũng đã trải qua ước vạn năm tháng rồi. Vừa mới bắt đầu còn có thiên thần tiến vào, thế nhưng cho tới bây giờ đã sớm không có thiên thần nào tiến vào nữa. Sao ngươi lại tiến vào trong này cơ chứ?" "Ta chính là người duy nhất trong ngàn vạn năm qua tiến vào nữa. Về phần vào nguyên nhân, nói thì rất dài dòng." Kỷ Linh cảm khái nói. "Ta cũng là bởi vì tình thế bắt buộc, cho nên mới phải tới Nguyệt Hạ này để đoạt báo." Tụ Kha Thiên Thần gật đầu lại hỏi. "Đúng rồi, hiện nay trong tam giới thế nào rồi? Nghe nói sư tôn ta lại thu đệ tử hay sao?" "Hôm nay tam giới..." Kỷ Linh chần chừ một chút. "Hạo kiếp đã hàng lâm." Thanh âm của Kỷ Linh nặng nề, nhưng cuối cùng hắn vẫn nói ra. "Hạo kiếp ư?" Tụ Kha Thiên Thần giật mình. "Chỉ sợ so với cuộc chiến thượng cổ tan vỡ còn tàn khốc hơn." Kỷ Linh gật đầu. "Làm sao có thể, làm sao có thể? Cuộc chiến thượng cổ tan vỡ kia đã chết nhiều như vậy rồi." Tụ Kha Thiên Thần vạn phần kinh sợ. "Năm đó có nữ hoa nương nương đột phá đạt tới cấp độ bàn cổ thần mới có thể ngăn cản sóng dữ được. Mà lần này, người hãy kể cho ta nghe một cách tỉ mỉ một chút coi."
Kỳ Linh đối với vị đồ đệ này của Tiêu Dao Thiên Tôn cũng không có gì phải giấu giếm. Nếu như đối phương còn sống đi ra ngoài, cũng cùng là trận doanh nhà mình. Kỳ Linh đem rất nhiều chuyện xảy ra liên quan tới học kiếp lần này nói ra cho đối phương nghe. Một lần nói chính là trọn vẹn nửa canh giờ. Tụ Kha Thiên Thần sững sờ đứng ở đó, lẩm bẩm nói: "Không ngờ lại có thể như vậy. Trước đó vô gian môn kia cũng dung nhập vào trong tam giới của ta, thế nhưng vẫn là rất tốt. Sao lại đột nhiên lần này không có nữ oa nương nương áp chế, vạn ma chi chủ lại có thủ đoạn như vậy? Bên phía trận doanh nữ oa chúng ta căn bản không có ai có thể kiềm chế được hắn ta, mà bên chúng ta vô gian môn cũng khó có thể kiềm chế được. Nếu như thực sự chém giết, nhất định sẽ lưng bại câu thương, cuối cùng người sống sót lại có thể có mấy người cơ chứ?" Lúc hắn còn ở tam giới, tam giới còn hòa bình yên tĩnh, hiện tại hạo kiếp cũng đã hàng lâm, không phải là vô gian môn chết đi thì chính là chúng ta vong. Kỳ Linh lạnh nhạt nói: "Không có lựa chọn nào khác đâu. Mặc dù thực lực của ta yếu, thế nhưng cũng từ trong cõi u minh mơ hồ cảm nhận được, chúng ta và vô gian môn nhất định sẽ có một phương bị diệt sạch. Người cũng có thể cảm giác được hay sao?" Tụ Kha Thiên Thần giật mình: "Đúng vậy." Kỳ Linh gật đầu: "Vận mệnh hiện ra như vậy, sao lại không thấy được cơ chứ? Tại sao lại có thể có hạo kiếp như vậy?" Tụ Kha Thiên Thần có chút không rõ. Hạo kiếp cũng không phải là vô duyên vô cớ mà hàng lâm, tựa như cuộc chiến thượng cổ tan vỡ vậy, là vì hai phe hỗn độn thế giới không ngừng tới gần nhau, sắp va chạm, thậm chí sẽ còn dung hợp và làm một. Tâm ma chi chủ kia muốn thống lĩnh thiên hạ, thế nhưng lại bị bàn cổ hỗn độn thế giới chống cự, vì vậy mới dẫn tới một hồi đại chiến, mà trong đó còn có một vị vạn vật chi chủ kia âm thầm ở đây dẫn đạo giật dây. Vận mệnh trong cõi u minh chỉ biểu hiện một kết quả. Kết quả này chính là bên trong hai phe nhất định sẽ có một phương bị diệt sạch, một phương chết đi, một phương khác mới có cơ hội còn sống sót. Về phần nguyên nhân của trận hạo kiếp này ư, không cần phải đoán. Trận doanh của nữ oa suy đoán có khả năng là vị vương kia của vô gian môn. Năm đó người này đã tới rất gần cảnh giới bàn cổ thần, sau khi dung hợp thiên đạo đã dần dần thức tỉnh, một số nhỏ ý thức đã thức tỉnh, thậm chí còn thông qua một bộ phận để khống chế thiên đạo, nói rất nhiều tình báo cho vô gian môn, lại khiến cho vô gian môn đến đấu cùng với trận doanh nữ oa. Chuyện này khiến cho đám người đứng đầu đạo môn, Phật môn, Tam Hoàng trong trận doanh nữ oa không thể không suy đoán, vị tâm ma chi chủ kia có thật là có thể thoát khỏi thiên đạo trói buộc hay không? Như vậy mới cần phải nhấc lên một tràng hạo kiếp đây. Hay là nói, sau lưng có bóng dáng của hỗn độn dị tộc đây? Hay là còn có một nguyên nhân càng thêm khó dò nào khác nữa đây? Nguyên nhân khó dò, tâm ma chi chủ kia dùng thân dung nhập vào trong thiên đạo là người có khả năng nhất. Mà vị tâm ma chi chủ này ra lệnh chính là vì muốn để cho vô gian môn ra tay với trận doanh của nữ oa. Hạo kiếp vì cái gì mà sinh ra, không phải là thứ mà tầng thứ như chúng ta có thể biết được. Kỳ Linh nói: "Tóm lại, vô gian môn đã thẩm thấu vào trong tam giới, động thủ với chúng ta. Đương nhiên chúng ta sẽ không thể thúc thủ mà chịu trói, đương nhiên phải phản kháng lại rồi." "Đúng vậy." Tụ Kha Thiên Thần cũng gật đầu, trong mắt xẹt qua một chút sát cơ. "Vô gian môn này, năm đó nữ oa nương nương rời khỏi tam giới, vạn ma chi chủ mới dám vụng trộm trở về, mà bên chúng ta không muốn sinh linh đổ thán, mới để cho vô gian môn kia dung nhập vào trong tam giới chúng ta. Không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy rồi, quả nhiên là chó không đổi được tập tính thích ăn phân." Biết rõ song phương sẽ chiến đấu sinh tử sống còn, tự nhiên Tụ Kha Thiên Thần cũng sẽ đứng ở bên phía trận doanh của nữ oa. "Chỉ có điều chúng ta bị vây ở đầm Nguyệt Hạ này, cho dù có nói nhiều hơn nữa thì cũng vô dụng thôi." Tụ Kha Thiên Thần lắc đầu. Tụ Kha Thiên Thần quay đầu, bắt đầu dọc theo hành lang đi vào bên trong. "Bác Minh sư đệ, mau đi theo ta." Hai người đi theo hành lang, chỉ trong chốc lát đã đi tới hậu điện trong cung điện. Hậu điện yên tĩnh im ắng, tuyết động lại khiến cho khắp nơi ở hậu điện đều có thể nhìn thấy được rõ ràng. "Những năm này ta vẫn luôn sinh hoạt ở nơi đây." Tụ Kha Thiên Thần đi vào hậu viện rồi nói. Kỳ Linh cũng đi theo, ánh mắt hắn quét qua một phen. Cái hậu điện này rất là mộc mạc, thế nhưng rất nhanh Kỳ Linh đã bị vách tường của hậu điện hấp dẫn ánh mắt. Đây là... Kỳ Linh ngạc nhiên đi tới phía trước. Hắn không khỏi nhìn vào một vài bức đồ án và chữ viết ở bên trên bức tường. Đồ án là một ít thuật cận chiến,
văn tự thì là miêu tả. Những văn tự này đều là xuất phát từ tam giới, đều là một ít thiên thần từ cổ chí kim bị nhốt ở nơi đây, bởi vì buồn chán đến chết đi hoặc là tuyệt vọng cho nên mới để lại vết khắc ở trên vách tường này. Tụ Kha thiên thần lại trực tiếp ngồi lên trên mặt đất, dựa vào cây cột rồi nói: Bắc Minh sư đệ, có rượu hay không? Có. Kỳ Linh khẽ đảo tay, lại lấy ra một hồ lô rượu rồi trực tiếp ném tới. Tốt, rất tốt. Hai mắt Tụ Kha thiên thần sáng lên, tiếp nhận hồ lô rượu. Sau khi mở ra, lập tức ngửa đầu uống từng ngụm. Sau khi uống một trận mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn cười to nói: Thống khoái, quả nhiên là thống khoái mà. Đã rất lâu rồi không có uống rượu. Bị vây ở nơi này, ngay cả một bóng người cũng không có, còn phải luôn cẩn thận cảnh giác tên tuyết ma kia đánh lén. Quãng thời gian này quả thực sống không bằng chết mà. Bắc Minh sư đệ, đừng xem nữa, không có gì hay ho đâu. Tụ Kha thiên thần thấy Kỳ Linh nhìn chằm chằm vào trên vết khắc bên trên bức tường, hắn lập tức hô lớn: Đều là những thiên thần như chúng ta tự nghĩ ra rồi lưu lại mà thôi, luận độ huyền diệu đương nhiên đều không thể theo kịp các pháp môn của các chân thần đạo tổ truyền xuống. Đám thiên thần kia biết rõ mình sẽ phải chết đi, cho nên mới để lại những pháp môn này. Ý đồ của bọn hắn chính là muốn để lại cho kẻ đến sau nhìn, từ đó biết rõ bọn hắn đã từng đi dạo qua nơi này, không hơn. Hey, thực sự là ta không nói được ngươi nữa rồi. Tụ Kha thiên thần thấy Kỳ Linh vẫn nhìn chăm chú như trước, hắn không nói thêm lời nào nữa, tiếp tục ngửa đầu uống rượu. Có thể uống rượu đã là hạnh phúc lớn lao rồi. Kỳ Linh thì vẫn lặng lẽ nhìn vô số vết khắc ở trên vách tường. Di Lạc Phật Tổ, Tuyết Lạc Diệp lưu bút, Hoàn Mộc Chân Nhân, Bối Kiếm Nhân lưu bút, Hình Thiên Chiến Thần, Hạ Phong Bá lưu bút. Từng vị thiên thần, có một ít người thì có chút danh tiếng, có một chút thì lãnh đời ít xuất hiện. Bọn họ đi tới thế giới trong Đầm Nguyệt Hạ, mặc dù đã xông qua Dạ Xoa cùng với đám thủ hạ kia, thế nhưng lại không có cách nào tiến thêm một bước về phía trước được nữa. Ở trong đại điện này, bọn hắn biết cơ hội may mắn còn sống sót cực thấp, vì vậy mới để lại những vết khắc và văn tự trên vách đá. Bọn hắn muốn nói cho kẻ đến sau biết bọn họ đã từng đi tới nơi này. Những pháp môn này đương nhiên không thể tính là cao minh, đương nhiên cũng không có tác dụng gì đối với Kỳ Linh. Đã đến tầng thứ như thiên thần, bình thường đều tự nghĩ ra pháp môn thuộc về mình. Như Kỳ Linh sáng chế ra Minh Nguyệt kiếm thuật, thứ này ở trong tay hắn rất là lợi hại. Thế nhưng nếu hắn khắc lên vách đá, những thiên thần khác nhìn thấy cũng sẽ không để ý, bởi vì Minh Nguyệt kiếm thuật này chính là thứ do Kỳ Linh sáng chế, cho nên người thích hợp nhất là Kỳ Linh, công dụng đối với hắn cũng không lớn. Cho dù là pháp môn mà chân thần đạo tổ sáng tạo ra, công dụng đối với bọn họ cũng không lớn, trừ phi là loại kiếm thuật nghịch thiên như Ngũ Bảo kiếm thuật này. Sở dĩ Kỳ Linh xem xét vết khắc trên vách tường là bởi vì hắn cảm nhận được bên trong mỗi một vết khắc kia đều ẩn chứa một loại ký thác. Đây là vết khắc do các thiên thần cực kỳ cường đại trước khi chết để lại. Loại ký thác tín niệm này khiến cho Kỳ Linh cảm thấy tâm linh rung động lắc lư. Hắn cảm nhận được những thiên thần này cũng không muốn chết, bọn họ muốn được sống sót, chỉ là bọn họ không có thực lực sống sót. Ta cũng không muốn để lại vết khắc trên vách tường này. Chẳng biết từ lúc nào, Tụ Kha thiên thần đã đi tới bên cạnh Kỳ Linh. Hắn mang theo hồ lô rượu rồi thản nhiên nói: Chết rồi thì là chết rồi, thời gian này ta đã sớm chịu đủ rồi. Sư huynh, làm sao vậy? Kỳ Linh liền hỏi. Nếu như chỉ có cô tịch, có lẽ các tiên ma sẽ chịu đựng được. Như những người ở trong thế giới lao ngục bị giam giữ mấy hỗn độn kỷ nguyên, mà cũng đã có một số bộ phận sụp đổ mà tự sát. Tụ Kha thiên thần bị vây ở đây thời gian khá dài, nhưng so với bọn họ vẫn còn rất ngắn. Không phải trước đó ngươi coi ta là tuyết ma hay sao? Tụ Kha thiên thần nói. Đúng vậy. Kỳ Linh gật đầu. Nguyệt Hạ Đàm này hiểm ác dị thường. Năm đó ta xông qua Dạ Xoa, hải tộc ngăn cản, đi tới tòa tuyết đảo này. Lúc ấy ở bên trong tuyết đảo cũng không có các thiên thần khác, cho nên ta mới tiếp tục đi tới. Tụ Kha thiên thần nói. Ở một phương hướng khác của tuyết đảo còn có một đầu cầu gỗ, dọc theo cầu gỗ tiếp tục đi về phía trước sẽ gặp được tuyết ma. Năm đó ta không đánh lại tuyết ma, may mắn ỷ vào thân pháp cho nên mới trốn về tuyết đảo. Tụ Kha thiên thần nói tiếp. Tuyết ma kia một đường đuổi giết, mà khi ta trốn về trong tuyết đảo, tuyết ma kia cũng dừng truy sát.
Mỗi lần ta đi giao thủ cùng với Tuyết Ma đều không đánh lại hắn, cho nên chỉ có thể ở lại trong Tuyết Đảo mà thôi. Vốn tưởng rằng ở trên đảo này sẽ rất an toàn, thật không nghĩ tới sau 1000 năm, không ngờ một cô phân thân của Tuyết Ma lại giết đến tận đảo. Tụ Kha Thiên Thần lắc đầu thổn thức nói tiếp: từ lần đó, mỗi lần đại khái cứ 1000 năm thì phân thân của Tuyết Ma sẽ đến trên hòn đảo truy sát ta một lần. Hơn nữa mỗi một lần thực lực của hắn sẽ lại mạnh lên. Cứ 1000 năm một lần, đợi đến 1000000 năm sau, thực lực phân thân của Tuyết Ma giết đến đảo đã có thể so sánh được với bản tôn của hắn rồi. Kể Linh có chút nghi ngờ nói: mỗi 1000 năm một lần, thực lực dần dần gia tăng, chẳng lẽ hắn muốn tới để tôi luyện cho sư huynh hay sao? Quả thực đây là một loại tu luyện. Tụ Kha Thiên Thần gật đầu nói: bởi vì lúc vừa mới bắt đầu giết đến tận cửa thì thực lực của phân thân Tuyết Ma rất yếu kém, ta hoàn toàn có thể kháng cự lại được. Thế nhưng sau 1000000 năm, thân pháp của ta đã đạt đến cảnh giới cực kỳ lợi hại, mà thực lực của phân thân Tuyết Ma kia đã có thể so với bản tôn, chỉ là cũng không giết được ta. Hắn giết không được ta, thế nhưng mà ta cũng không xông qua được cửa ải của hắn ta. Vì vậy ta vẫn bị vây ở trên đảo này. Qua nhiều năm như vậy, cũng có một đám thiên thần đi tới Tuyết Đảo. Trong đám bọn họ có một ít người chết ở trong tay Tuyết Ma, có một ít thì tiến vào một hòn đảo, có một ít thì giống như ta bị vây ở nơi này thời gian rất dài. Thế nhưng theo thực lực phân thân của Tuyết Ma càng ngày càng mạnh, bọn hắn không theo kịp tốc độ tăng trưởng thực lực phân thân của Tuyết Ma, cho nên cả đám cũng đã chết rồi. Chỉ còn lại có một mình ta mà thôi. Tụ Kha Thiên Thần lắc đầu cười nói: luận thực lực, kỳ thực ở trong số bọn họ có rất nhiều người không thua kém gì ta. Chỉ là thứ ta am hiểu nhất chính là thân pháp, lại bị Tuyết Ma bức bách, cho nên thân pháp của ta đã đạt tới cảnh giới mà trước đó ta cũng không dám suy nghĩ. Thế nhưng như thế thì sao chứ? Tuyết Ma vẫn lần lượt đến quấy rối ta, các loại thuật pháp biến ảo, ẩn núp, tìm kiếm cách để ám sát ta. Tụ Kha Thiên Thần thở dài nói: ta một mình, một người cô độc ở nơi đây, thực lực cũng không có cách nào tiến bộ được thêm một chút nào cả. Muốn xông qua cũng không thể xông qua được, lại còn phải để tâm Tuyết Ma đánh lén. Không bị giết chết, cuối cùng ta cũng sẽ có một ngày bị sụp đổ như bọn họ mà thôi. Tụ Kha Thiên Thần nói. Kỳ Linh khẽ gật đầu. Tụ Kha sư huynh. Kỳ Linh trịnh trọng nói. Ta cảm thấy Nguyệt Hạ Đàm thế giới này có chút kỳ quái. Theo như ta quan sát, Nguyệt Hạ Đàm thế giới này hẳn là nơi do một vị đại năng giả cổ xưa sáng tạo ra. Sau khi chúng ta đi vào rồi, rơi vào một ít nguy hiểm, không chịu được thì sẽ mất mạng, có thể kháng trụ được thì sẽ có thể tiếp tục đi tới, thậm chí sẽ còn đạt được bảo vật, thậm chí cuối cùng sẽ có thể rời đi được khỏi nơi này. Chẳng lẽ đại năng giả sáng tạo ra Nguyệt Hạ Đàm thế giới này chính là vì muốn bồi dưỡng hậu bối, đưa bảo vật, sau đó lại để cho chúng ta rời đi hay sao? Kỳ Linh nghi hoặc. Không có ai hảo tâm như vậy đâu. Tụ Kha Thiên Thần lắc đầu nói. Đại năng giả sáng tạo ra Nguyệt Hạ Đàm thế giới này chắc chắn sẽ có mục đích riêng. Đúng vậy, không có ai hảo tâm như vậy. Kỳ Linh cũng nói. Bồi dưỡng vài chục vạn năm, sau khi bồi dưỡng xong còn đưa một ít bảo vật, sau đó mới để cho bọn hắn rời đi, như vậy cũng quá vô tư. Kỳ Linh không cho rằng sẽ có ai vô tư như thế, nói không chừng sẽ có âm mưu. Chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy rồi mà Giác Minh Phật Tổ còn chưa nói hay sao? Tụ Kha Thiên Thần hỏi. Chưa nói. Kỳ Linh lắc đầu. Ta đã hỏi qua sư phụ ta rồi, sư phụ ta cũng đã hỏi, thế nhưng Giác Minh Phật Tổ lại ngậm miệng không nói. Dù là ai hỏi cũng vô dụng, cho dù Phật Tổ Như Lai cũng không có cách nào khiến cho Giác Minh Phật Tổ nói tới chuyện ở bên trong Nguyệt Hạ Đàm thế giới này. Tụ Kha Thiên Thần nhíu mày. Thật là kỳ quái, vì sao Giác Minh Phật Tổ lại ngậm miệng không nói như vậy chứ? Giác Minh Phật Tổ không nói cũng không ngăn cản những thiên thần khác tiến vào, mặc kệ như thế nào hắn cũng không chịu nói, thì cũng không có ai có thể ép buộc được hắn. Tuyết Ma kia lần lượt đến ám sát ta, thậm chí cũng đã nói chuyện với ta nhiều lần. Theo như lời của hắn nói, người tiến vào Nguyệt Hạ Đàm thế giới muốn đoạt bảo mà còn sống đi ra ngoài, như vậy sẽ chỉ có một biện pháp mà thôi. Tụ Kha Thiên Thần nói. Kỳ Linh cẩn thận lắng nghe. Đó chính là dọc theo cầu gỗ mà tiến lên, đánh lui tất cả người ngăn cản. Ven đường này có 5 hòn đảo, lúc đến đảo thứ 5 sẽ có thể bình yên đi ra ngoài.
Thế nhưng người có thể làm được như vậy từ trước tới nay cũng chỉ có Giác Minh Phật Tổ mà thôi. Tụ Kha Thiên Thần nói: Năm hòn đảo ư? Kỳ Linh khẽ giật mình. Chỗ hắn đang ở, hòn đảo có tuyết động bao phủ này cũng chỉ là hòn đảo đầu tiên mà thôi. Muốn đến hòn đảo thứ năm kia cũng không phải dễ tới như vậy. Đến hòn đảo thứ năm, chỉ sợ dù đại năng giả sáng tạo ra Nguyệt Hạ Đàm thế giới này có mưu đồ gì đó, chỉ cần tới đó là có thể biết được. Tụ Kha Thiên Thần nói: Đúng vậy. Kỳ Linh gật đầu. Vị đại năng giả cổ xưa này có mưu đồ gì đây? Kỳ thực Kỳ Linh cũng không có quá để ý. Hắn quan tâm chính là băng tâm tủy cùng băng tâm linh diệp. Sư đệ, ta và Tuyết Ma đã giao thủ vô số năm tháng, cũng đã nói chuyện rất nhiều lần. Tụ Kha Thiên Thần nhìn Kỳ Linh nói tiếp: Hắn nói cho ta biết còn có một phương pháp có thể giữ được mạng sống. Ồ, hai mắt Kỳ Linh sáng ngời. Đó chính là trốn ở bên trong một loại pháp bảo thiên thần cực kỳ lợi hại nào đó. Tụ Kha Thiên Thần nói: Ví dụ như nếu như ai tin tưởng Giác Minh Phật Tổ thì cam tâm tình nguyện trốn ở bên trong pháp bảo của Giác Minh Phật Tổ, lại được Giác Minh Phật Tổ cũng đồng ý như vậy. Như vậy Giác Minh Phật Tổ một đường xông ra ngoài, nếu như cuối cùng Giác Minh Phật Tổ xông ra ngoài được thì những người kia cũng còn sống đi ra ngoài. Thế nhưng trốn ở trong pháp bảo lại có chỗ hỏng, đó chính là không chiếm được bất luận bảo vật gì, hơn nữa sinh tử lại không do mình khống chế nữa. Tụ Kha Thiên Thần nói: Ví dụ như nếu như Giác Minh Phật Tổ chết đi, như vậy thiên thần trốn ở bên trong pháp bảo cũng sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao cho dù thiên thần trốn tránh bên trong đi ra, người có thể giết chết Giác Minh Phật Tổ thì tự nhiên cũng có thể giết chết được bọn hắn. Kỳ Linh gật đầu: Bây giờ ta đang nghĩ ta có nên đi theo ngươi hay không đây. Tụ Kha Thiên Thần nhìn Kỳ Linh rồi nói. Kỳ Linh khẽ giật mình: Đi theo ta ư? Đúng vậy, đi theo ngươi. Ngươi xông đến đâu thì ta sẽ theo tới đó. Lúc ngươi đi ra ngoài thì ta cũng có thể đi ra. Bất quá ta cảm thấy khả năng ngươi có thể đi ra ngoài quá nhỏ. Tụ Kha Thiên Thần cười cười nói: Thế nhưng ta vẫn muốn đi tới những hòn đảo khác nhìn xem. Mặc dù chỉ có thể nhìn được tới hòn đảo thứ hai, thế nhưng như vậy cũng đủ rồi. Một mình ta cô tịch ở nơi đây thời gian dài như vậy, ta cũng đã chịu đủ rồi. Nếu như sư huynh tin tưởng sư đệ, như vậy tự nhiên sư đệ ta cũng sẽ tận lực rồi. Kỳ Linh nói: Thế nhưng hiện tại ta đang lo lắng tới một chuyện đây. Tụ Kha Thiên Thần nói: Chuyện gì vậy? Ta đang lo lắng không biết ngươi có thể xông qua vật cản là Tuyết Ma hay không. Tụ Kha Thiên Thần cười nói: Nếu như ngươi xông không qua, ngươi chết, bởi vì ta ở bên trong pháp bảo của ngươi, cho nên chỉ sợ sẽ không trốn kịp, khi đó cũng sẽ bị Tuyết Ma giết chết. Như vậy ta sẽ không nhìn được hòn đảo khác. Ta rất là ngạc nhiên, rốt cuộc năm hòn đảo này là cái hình dạng gì, đằng sau còn có thể có nguy hiểm đáng sợ như thế nào mà lại có thể ngăn cản được nhiều thiên thần như vậy. Kỳ Linh chần chờ một chút rồi nói: Chuyện này ta cũng không có cách nào cam đoan được đâu. Ta không cần ngươi cam đoan, mau đi theo ta. Tụ Kha Thiên Thần dẫn đường ở phía trước. Tuyết đảo rộng lớn vô cùng, thế nhưng tốc độ của hai vị thiên thần rất nhanh. Rất nhanh, cả hai đã đi tới tận cùng của hòn đảo, lập tức nhìn thấy một cái đầu cầu gỗ xuất hiện ở trước mặt họ. Ồ! Kỳ Linh từ phía xa xa nhìn lại, cái cầu gỗ này cũng kéo dài tới tận cùng của hải dương. Thế nhưng hải dương ở trước mắt lại vô tận, không ngờ lại hoàn toàn bị đóng băng. Trong thiên địa còn có vô số bông tuyết đang rơi xuống. Ngươi chỉ cần đạp vào bên trên cái cầu gỗ kia là được. Tụ Kha Thiên Thần chỉ vào cái cầu gỗ kia rồi nói: Chỉ cần đạp vào thì Tuyết Ma sẽ cảm giác được. Ngươi không cần tiến lên, chỉ cần chờ đợi. Không bao lâu sau Tuyết Ma sẽ xuất hiện. Mà Tuyết Ma xuất hiện lúc này cũng chỉ là phân thân của hắn mà thôi. Ngươi giao thủ với hắn, nếu như một chiêu chém giết được cỗ phân thân này của Tuyết Ma, như vậy ta sẽ đánh cược trốn ở bên trong pháp bảo của ngươi, đi theo ngươi xông lên con đường phía trước kia. Sư đệ à! Tụ Kha Thiên Thần khẽ không người thật sâu. Sư huynh không thể làm vậy. Kỳ Linh tức thì ngăn cản: Ta muốn sư đệ hỗ trợ dẫn ta tới phía trước, thế nhưng bây giờ phải xem thực lực của sư đệ đến đâu. Chuyện này quả thực là hổ thẹn mà. Tụ Kha Thiên Thần nói: Đây là chuyện thường của nhân tính mà thôi. Kỳ Linh nói: Nếu như ta ngay cả phân thân của Tuyết Ma cũng không giải quyết được, như vậy sư huynh đi cùng ta
cũng chính là chịu chết rồi. Tụ Kha Thiên Thần cũng không có nói thêm gì nữa. Hắn nhìn về phía hải dương vô tận xa xa, nhìn tới tận cùng hải dương, cuối cùng mới khẽ nói: thật không biết hòn đảo bên kia có dạng gì, không biết bên trên hòn đảo kia còn có thiên thần còn sống hay không. Ta thực sự rất muốn biết, sau khi biết được, cho dù có chết đi thì ta cũng cam tâm. Kỷ Linh thì trực tiếp tiến lên, đi tới bên trên cầu gỗ. Vèo. Trong nháy mắt, khi hắn đứng bên trên cầu gỗ, bông tuyết đang rơi trong thiên địa đột nhiên trở nên to hơn. Trên hai tay Kỷ Linh cũng xuất hiện một thanh thần kiếm huyết sắc lặng lẽ chuẩn bị. Ở trên bầu trời xa xa, có một lượng lớn bông tuyết nhanh chóng ngưng tụ lại, rất nhanh đã biến thành một đầu viên hầu có bộ lông màu trắng. Tay thì mang theo một cái gậy bằng tuyết trắng, mà đầu viên hầu lông trắng này đứng ở giữa không trung. Ánh mắt của nó xuyên qua vô số bông tuyết nhìn tới, hoàn toàn rơi vào trên người Kỷ Linh ở tuyết đảo chỗ xa xa, đồng thời cũng nhìn thấy Tụ Kha Thiên Thần. Lại có thêm một tiểu gia hỏa sao? Tuyết ma viên hầu nhẹ giọng tự nói. Nghe bọn hắn nói chuyện, tiểu tử Tụ Kha Thiên Thần kia bị nhốt nhiều năm như vậy, xem ra sắp không gánh được rồi, cho nên muốn đi theo tiểu tử mặc áo bào trắng kia cùng xông lên phía trước hay sao? Khó có được một tiểu gia hỏa đi theo ta, theo ta thời gian lâu như vậy. Nếu không phải chủ nhân có mệnh lệnh thì ta cũng có thể thả ngươi ra. Đáng tiếc, mặc dù chủ nhân đã đi, thế nhưng ta vẫn phải phụng mệnh mà làm việc. Tuyết ma viên hầu khẽ lắc đầu. Xoẹt xoẹt. Đầu tuyết ma viên hầu này lăng không tiêu tán. Sắc mặt Kỷ Linh lập tức khẽ biến, lại nhìn về phía trước. Phía trước có một lượng lớn bông tuyết nhanh chóng ngưng tụ lại. Sư đệ phải cẩn thận, phân thân của tuyết ma sắp xuất hiện rồi. Tụ Kha Thiên Thần ở phía sau nhắc nhở hắn một câu. Kỷ Linh thì trầm ổn nhìn qua. Ngay khi bông tuyết ngưng tụ thì đồng thời cũng có một lượng lớn lực lượng thiên địa hội tụ lại. Rất nhanh đã ngưng tụ ra một đầu viên hầu lông trắng, tay cầm gậy bằng tuyết. Ở trong mắt của nó có sát ý trời sinh, bởi vì nó chính là vì giết chóc cho nên mới sinh ra đời. Ha thần pháp của tiểu tử Tụ Kha Thiên Thần kia, thần pháp cũng rất tốt, lần lượt từ trong tay của ta tránh được một mạng. Thế nhưng những thiên thần đã chết ở trong tay ta cũng có hàng ngàn. Tuyết ma viên hầu nhìn Kỷ Linh, hai mắt như đang nhìn kỹ con mồi này vậy. Kỷ Linh cũng không dám khinh thường. Thiên thần có thể xông qua dạ xoa hải tộc kia, mỗi một người đều là rất bất phàm. Thế nhưng người chết ở trong tay tuyết ma lại đạt tới gần ngàn người. Mặc dù Tụ Kha Thiên Thần chỉ giao thủ trong giây lát với hắn, thế nhưng Kỷ Linh hiểu rõ, nếu chỉ luận về độ linh hoạt và thân pháp, hắn còn xa mới bằng Tụ Kha Thiên Thần. Đừng làm cho ta thất vọng đấy. Tiếng cười hăng hắc quái dị của tuyết ma viên hầu quanh quẩn trong thiên địa, đồng thời hắn cũng phá không đánh úp tới, tay cầm trường côn bằng tuyết trắng trực tiếp bổ về phía Kỷ Linh. Một côn được bổ tới, vô số bông tuyết vần quanh trường côn, uy năng lập tức tăng vọt. Đối mặt với một côn này của tuyết ma viên hầu, Kỷ Linh chỉ lặng lặng đứng ở đó. Tụ Kha Thiên Thần cũng đã nói, đây chỉ là phân thân của tuyết ma mà thôi. Nếu như có thể một chiêu giải quyết phân thân này của tuyết ma, như vậy Tụ Kha sư huynh sẽ đi cùng hắn. Ở trong lòng, Kỷ Linh cũng muốn giúp đỡ vị Tụ Kha sư huynh này. Dù sao sư phụ, lã tổ của thế tử và Tụ Kha sư huynh cũng coi như là sư huynh đệ. Mà năm đó Lữ Động Tân lại bái và là môn hạ của hai vị đại năng giả đạo môn này. Một vị Tam Thanh đạo nhân, một người khác chính là Tiêu Dao Thiên Tôn. Chỉ bởi vì quan hệ với Lữ Tổ thì Kỷ Linh cũng phải giúp Tụ Kha Thiên Thần một lần. Đương nhiên, so sánh với Lữ Động Tân thì địa vị của Tụ Kha Thiên Thần còn kém hơn rất nhiều. Lúc thượng cổ, Lữ Động Tân chính là tuyệt thế thiên tài được xem trọng nhất. Đáng tiếc, hắn Phật đạo kiêm tu, có dã tâm quá lớn. Cho nên đợi tới lúc tam giới gặp hạo kiếp mới đột phá, một lần hành động trở thành đạo tổ có thực lực đỉnh điểm. Vèo. Trường côn tức thì bổ tới. Xoẹt. Kiếm quang của Kỷ Linh khẽ động, vừa mới xuất kiếm cũng đã thi triển thần thông Trích Tinh Thủ, khiến cho lực lượng của một kiếm này rất kinh người. Phân thân này của tuyết ma quá chậm. Kiếm quang quỷ dị khó lường, dùng tốc độ bằng mắt thường sắp bổ vào trên người tuyết ma. Thế nhưng trường côn trong tay tuyết ma khẽ vung vẩy, không ngờ lại có thể chặn được một kiếm của Kỷ Linh. Ồ. Sắc mặt của Kỷ Linh khẽ biến, trường kiếm trong tay thuận thế đâm một cái. Phốc. Mũi kiếm xuyên qua cái đầu phân thân của tuyết ma. Minh Nguyệt kiếm thuật, Tích Huyết Thức. Xoẹt xoẹt. Phân thân của tuyết ma hoàn toàn tiêu tán, hóa thành bông tuyết đầy trời. Đồng thời thanh âm của tuyết ma kia cũng vang lên trong thiên địa. Nếu như ngươi
chỉ có một chút thực lực ấy vẫn còn xa, không đủ đâu. Ha 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 ha. Ta ở con đường phía trước chờ ngươi. Sao, cảm giác như thế nào? Tụ Kha Thiên Thần đã đi tới. Trước đó ta đã coi thường hắn rồi. Kỷ Linh nói, lực lượng và tốc độ của phân thân này bình thường. Vốn ta tưởng rằng có thể nhẹ nhõm dùng một kiếm là có thể chém giết được hắn ta. Ai ngờ côn pháp của hắn ta rất là cao minh, khiến cho ta phải tốn thêm một chút tâm tư. Tụ Kha Thiên Thần gật đầu nói, phân thân của dạ so hải tộc trước đó rất là yếu, có thể dễ dàng đánh chết được. Thế nhưng phân thân tuyết ma này lại khó chơi hơn rất nhiều. Về phần bản tôn của tuyết ma thì lại càng cường đại. Sự cường đại của hắn ở chỗ hắn ta cơ hồ không có nhược điểm. Có lẽ sẽ có nhược điểm, thế nhưng ít nhất ta cũng không phát hiện ra được. Sao, cơ hồ không có nhược điểm sao? Kỷ Linh khẽ nhíu mày. Yên tâm, kỳ thực cũng không nhất định phải đánh bại hắn ta đâu. Chỉ cần thực lực của ngươi đặt tới cấp độ nhất định thì hắn sẽ chủ động lui đi. Tụ Kha Thiên Thần cười nói, vừa rồi ngươi dùng một chiêu đã giết được phân thân của tuyết ma. Kiếm thuật hay, có một chút cao minh, như vậy ta sẽ đi theo ngươi. Kỷ Linh gật đầu. Kỳ thực nghiêm khắc mà nói, vừa rồi nhìn như Kỷ Linh chỉ ra một chiêu, thế nhưng trên thực tế vốn là vô ảnh thức, sau đó lại chuyển thành tích huyết thức. Tụ Kha Thiên Thần nói như vậy cũng là bởi vì không muốn một mình cô tịch ở nơi đây. Đi thôi. Kỷ Linh vung tay lên, Tụ Kha Thiên Thần cũng không chống cự, bị Kỷ Linh thu vào bên trong tiên phủ. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 136 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.